nha, nhà Đức Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Em là Điền đây. Hôm nay em Điền sẽ giới thiệu anh chị một lô đất nằm gần ngay trung tâm xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Và đây anh chị có thể thấy cái mặt tiền đường phía sau lưng em đây là mặt tiền đường bê tông. Và đi ra phía đằng kia là có ngã ba mình rẽ bên tay trái, mình ra ủy ban và trường học đó anh chị. Cái mặt tiền đường của mình á sẽ là mở rộng thêm là một bên là 1,5 m nữa nha anh chị, mỗi bên là 1,5 m nữa. Đây anh chị có thể thấy cái mặt tiền đường này. Xe cũng đã có sẵn để mà làm rồi, thì từ cái đường này, từ cái mép đường này qua mỗi bên là 1,5 m là thành là 6 m đó anh chị. Hiện tại cái đường mình khoảng 3,5 m rồi. Bên này cũng vậy, bên này cũng là mở rộng thêm 1,5 m. Và người dân ở đây là đã nói như vậy rồi, nhưng mà hiện tại là chưa họp thôi, chưa họp họp thôn, họp đội, họp nhân dân để mà lên kế hoạch là đền bù cái này. Hiện tại là em chỉ nghe nói như vậy. Và đây cái cầu đằng sau em đây là cầu này mới làm anh chị, thì nó rất là rộng, rộng khoảng là 6 m á. Thì cái đường này mở rộng sẽ tương ứng với lại cái cầu đó anh chị. Và đây là cái lô đất em xin giới thiệu tới anh chị. Cái mặt tiền đường của mình là đường bê tông, rộng khoảng là 4-5 m anh chị, và đường ô tô đi được anh chị ạ. Và thì trước đây á là cái lô đất mình sẽ tới đây là đường cục rồi, nhưng mà bây giờ nhà nước đã làm cái cầu và để thông ra xã Xuyên Mộc là đường này. Và diện tích đất mình là 10 m x 30, có 100 thổ cư anh chị. Đây ranh từ cái móc đây qua kia là giáp cái nhà luôn, là 10 m x 30. Đất mình thì được cái là bằng phẳng so với đường, không có thấp. Đây anh chị, cái ranh móc cái hậu của mình là sẽ nằm từ mép cái nhà này qua bên này có cái móc đó, anh chị thấy cục bê tông đó không ạ? Đó là 10 m anh chị. Tổng diện tích đất mình thì là khoảng là 300 m² anh chị, và có sẵn 100 m thổ cư. Ở đây thì được cái là dân cư đông anh chị. Từ cái vị trí đất mình á mà ra trung tâm xã Phước Tân cũng như là chợ và trường học thì khoảng đâu đó là chưa đến một cây số, khoảng vài trăm mét thôi, nếu mà tính theo đường đi đường vòng thôi. Còn mà đi đường chính như vậy thì khoảng đâu đó là 700-800 m gì đó thôi. Ra ngoài đầu đường này là có đường nhựa, mình rẽ bên tay trái là mình đi ra hướng ủy ban rồi, cũng như đi ra tỉnh lộ 328 anh chị, cũng rất là gần. Thì xã Phước Tân mình là giáp với thị trấn Phước Bửu anh chị, giáp với lại thị trấn Phước Bửu, nên là ra cũng rất là, ra cái trung tâm huyện cũng như là thị trấn cũng rất là gần. Và đi biển, từ đây đi biển thì khoảng đâu đó là 10 đến 15 phút thôi, mình đi biển Hồ Tràm anh chị. Đó trước mặt anh chị đây là cái đường nhựa nè, đường nhựa phía trước mặt đó anh chị có thể thấy nè. Đó, ô tô đi thoải mái luôn. Đó, chỗ này cũng khu này cán bộ ở cũng nhiều đó chị, nên là chỗ này cũng rất là an ninh, điện đài và nước máy thì tới nơi hết rồi. Chỗ này là có nước máy rồi chị, anh chị có thể thấy nè, đó nước máy và điện, dân cư đông. Giá đất của lô mình đó là chủ đang kêu bán là 1,9 tỷ anh chị, 1,9 tỷ tương đương là 1 m ngang là 190 triệu 1 m anh chị. Đất thổ cư anh chị, không quy hoạch. Đây trước mặt anh chị trên màn hình cô chú chị nhìn thấy đây, đây là cái vị trí em đang đứng ở trên đất nè anh chị. Đó. Vị trí của em đang đứng trên đất thì cái đường này mà cái cầu sẽ làm khúc này nè, và từ đây sẽ xuyên qua là xã, đi đường xã Xuyên Mộc, mình có thể tới đây, thông qua tới đây anh chị.
Đó, thông ra tới đây. Và đường đường này sẽ là thông đi tất cả đường 329, đường qua Xuyên Mộc là đường 329 này, đường Phước Tân Hội Bài này, Suối Rau này, và cũng như đi quốc lộ 55 cũng được luôn. Mình và mình đi ngược lại là đi đường 328 nè anh chị. Đó, mình ra đây, mình rẽ bên này và mình đi ra 328 cũng như là trung tâm Phước Tân nè anh chị, trung tâm xã Phước Tân. Đó, trường học, vườn mầm non rồi xã đây. Chợ đò cũng nằm ngay đây luôn anh chị. Dân cư rất đông và tiện ích thì có tất tần tật. Và từ đây mình ra trung tâm thị trấn cũng như là trung tâm huyện mình cũng rất là gần, khoảng một cây số hơn thôi, một cây rưỡi, tầm một cây rưỡi thôi đó anh chị có thể thấy đó. Ra đây rất là gần luôn, và mình xuống biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó 10 đến 15 phút mình đi được đó, biển Hồ Tràm đây anh chị, đó, anh chị có thể thấy. Và từ đây mà đi lên thành phố Hồ Chí Minh thì cũng mất khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, đi đường cao tốc anh chị. Và đây mà đi ra từ Xuyên Mộc mà đi ra thành phố Bà Rịa cũng như thành phố Vũng Tàu thì khoảng 30 đến 40 phút thôi, rất là gần. Rồi anh chị mà có nhu cầu quan tâm hoặc là muốn mua cái bất động sản này thì cứ liên hệ em sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế. Và em đã cảm ơn anh chị đã xem video của em. Anh nhờ anh chị nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em. Và em cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại clip sau.